Cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình tối hôm nay. Và chúng tôi đang có trong danh sách là có anh Chí đã ủng hộ cho hội 100 đồng, và anh Trung ủng hộ cho hội là 50, và anh Thâu ủng hộ cho hội là 50, và chị Thúy ủng hộ cho hội là 100. Xin cảm ơn. Vâng, xin chân cảm ơn cái tấm lòng của các người đó. Và thường thường tôi hát là để tìm khách xa về rồi. Vâng, và cùng hát với ban nhạc của anh Càng nhạc phẩm cho tôi hát liên khúc ba cái đoạn nhạc nhé. Bài thứ nhất là nhạc phẩm Tình Em Minh Chiến, sau đó là Kiều Vương Biên Giới, tuần ba đô. Xuyên lá thành trăng lên lều vải, lòng nhớ cân thương tình đôi mới, thương những người mẹ sống đang thương, đang tìm mọi người trời cho lòng với nét con xưa. Anh trên trường tôi
Cùng Dương, các em Thủy Bình, Trung, Hầu và tất cả các anh chị em đã đến đây để tham dự hôm nay. Thank you very much. Cảm ơn có mặt chủ nhà và cũng là phó cộng đồng của chúng ta. Hy vọng rằng mỗi tuần thứ sáu đó mấy anh chị em đến đây để cùng sinh hoạt với nhau. Vâng, cùng là lúc hiện là như Kim Sĩ. Cảm ơn Châu Hành nhiều lắm.